Xin chào mọi người. Và ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ lễ của các bạn như thế nào? Đối với tôi thì khá là bận rộn, nhưng cũng rất vui vì được quay trở lại với công việc cũ của mình yêu thích. Ngày đầu tiên thì khá là bận rộn, và bây giờ mình có thời gian để làm vlog này. Nhân dịp chào mừng việc quay lại đi làm, thì tôi đã tự chiêu đãi mình một món bánh mì Bami Bread, bánh mì Hội An mà tôi vô cùng yêu thích. Bạn nhớ đón xem vào lúc 13:15 ngày mai thứ năm sẽ có bài học tiếp theo của khóa học E13 .NET Core 3 SQL Server 2022. Còn giờ thì xin chào.